Các bạn đã hoàn thành xong vòng thứ 7 chưa? Đây của mình là đã hoàn thành xong 6 vòng ha. Mỗi vòng đều là 36 mũi móc đơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới vòng thứ 8. Ở vòng này thì chúng ta sẽ đi 4X 1A 6 lần. A tức là mũi giảm đó các bạn, chúng ta sẽ giảm 2 mũi thành 1. 4X 1A, bây giờ chúng ta đi 4X trước nha. 1 2 3 4 1A. Bình thường chúng ta sẽ móc mũi giảm như thế này các bạn. Chúng ta sẽ đâm kim vào 2 mũi liên tiếp nhau như thế này và rút chỉ một lần thôi. Nhưng mà như thế này thì chúng ta sẽ tạo nên một cái lỗ rất là lớn ha, một cái lỗ rất là lớn ở đây các bạn thấy không? Như vậy có nguy cơ khi dùng bông các bạn sẽ bị hở nhiều, làm cho cái thứ bông của mình không được đẹp. Thì mình có sưu tầm được một cái cách người ta gọi là cái mũi giảm vô hình đó các bạn. Và cái kỹ thuật của nó là như thế này. Thay vì chúng ta đâm kim hết cái chân móc thì chúng ta chỉ đâm kim qua cái chân móc phía ngoài thôi. Chúng ta sẽ đâm từ dưới lên nè, ở chân móc thứ nhất nè, các bạn thấy không? Xong tiếp theo chúng ta đâm tiếp tục qua chân móc thứ hai cũng ở cái chân phía ngoài thôi. Sau đó chúng ta mới ngoặt kim và lấy chỉ qua hai cái vòng. Sau đó chúng ta rút chỉ qua một lần cuối cùng. À, các bạn thấy không? Cái mũi móc của mình giảm mà nhìn như không giảm thôi các bạn. Cái lỗ cũng nhỏ đi và cái khoảng cách giữa hai mũi móc nó cũng nhỏ lại như bình thường, các bạn không sẽ không thấy được là mình đã giảm mũi. Rồi chúng ta làm lại nha. 4X tiếp theo. 1 2 3 4. Rồi chúng ta giảm mũi nha các bạn. Chúng ta đâm một lần qua mũi thứ nhất, đâm tiếp qua mũi thứ hai, sau đó rút chỉ qua hai vòng. Rồi rút chỉ qua hai cái vòng còn lại. Rồi, tiếp nha các bạn. 4X. 1 2 3 4. Giảm mũi một lần, hai lần, rút qua. Rồi tiếp theo